dựa vào đâu để xác định tuổi của một cây gỗ? A. Đường kính của gốc cây. B. Số cành phát sinh từ thân cây. Hay C. Số vòng tăng trưởng trên mặt cắt ngang thân cây. Đáp án chính xác thì chúng ta sẽ phải cùng chờ. Xem là bạn vượt qua được những ai trong số những người cùng chơi của chúng ta. Dư thừa lượng axit uric trong cơ thể sẽ gây nên bệnh nào sau đây? A. Bệnh loãng xương. B. Bệnh gút. Hay C. Bệnh teo cơ. Đáp án chính xác thì chúng ta sẽ phải cùng chờ. Xem là bạn vượt qua được những ai trong số những người cùng chơi của chúng ta. Ếch nhái hô hấp nhờ bộ phận nào của cơ thể? A. Nhờ phổi. B. Nhờ da. Hay C. Nhờ cả phổi. Đáp án chính xác thì chúng ta sẽ phải cùng chờ. Chúng ta là bạn vượt qua được những ai trong số những người cùng chơi của chúng ta? Gà Tây có nguồn gốc từ châu lục nào sau đây? A. Châu Phi. B. Châu Âu. Hay C. Châu Mỹ. Đáp án chính xác thì chúng ta sẽ phải cùng chờ. Chúng ta là bạn vượt qua được những ai trong số những người cùng chơi của chúng ta? Tướng giã tượng của Trần Hưng Đạo là người có biệt tài gì? A. Bơi lặn. B. Chế tạo vũ khí. Hay C. Nuôi và dạy voi chiến. Đáp án chính xác thì chúng ta sẽ phải cùng chờ. Chúng ta là bạn vượt qua được những ai trong số những người cùng chơi của chúng ta? Nàng thơm chợ đào nổi tiếng là đặc sản của huyện nào của tỉnh Long An? A. Cần Đước. B. Đức Hòa. Hay C. Đức Huệ. Đáp án chính xác thì chúng ta sẽ phải cùng chờ. Chúng ta là bạn vượt qua được những ai trong số những người cùng chơi của chúng ta? Gregor Mendel, nhà sáng lập ra ngành di truyền học, là người nước nào? A. Người Pháp. B. Người Áo. Hay C. Người Anh. Đáp án chính xác thì chúng ta sẽ phải cùng chờ. Chúng ta là bạn vượt qua được những ai trong số những người cùng chơi của chúng ta? Hiện tại về mặt địa lý có mấy tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đông Nam Bộ? A. 4. B. 5. Hay C. 6. Đáp án chính xác thì chúng ta sẽ phải cùng chờ. Chúng ta là bạn vượt qua được những ai trong số những người cùng chơi của chúng ta? Giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp Tour de France được tổ chức trong vòng mấy tuần?
A. 2 tuần, B. 3 tuần, hay C. 4 tuần? Đáp án chính xác thì chúng ta sẽ phải cùng chọn. Xem là bạn vượt qua được những ai trong số những người cùng chơi của chúng ta. Hầu hết các bông tuyết đều có dạng hình gì? A. Hình vuông, B. hình tròn, hay C. hình lục giác? Các bạn chính xác thì chúng ta sẽ phải cùng chọn. Chúng ta là bạn vượt qua được những ai trong số những người cùng chơi của chúng ta? Hiện nay nước nào có nhiều núi lửa hoạt động thường xuyên và mạnh nhất thế giới? A. Nhật Bản, B. Mỹ, hay C. Indonesia? Các bạn chính xác thì chúng ta sẽ phải cùng chọn. Chúng ta là bạn vượt qua được những ai trong số những người cùng chơi của chúng ta?